Đây, như thế là con hộp số thủy nè. Nắp nhẹ gọn rồi con. Hộp số thủy. Đây, cái lực truyền lực của nó là 1-2. Alo. Đúng, đúng rồi anh. Sóc Trăng anh. Ở ngoài quốc lộ. Ở ngoài số 491. Đây, hộp số thủy đây. Động cơ truyền lực là hai dòng máy, một dòng chuyên dịch đó bà con. Đây, rất là tiện gọn ha. Rất là quay ok luôn đó. Này, vô số rất nhẹ nhàng bà con, số vô rất nhẹ nhàng. Rất là nhẹ nhàng luôn. Vô số rất là nhẹ nhàng. Đây, số ngược lại. Rất là nhẹ nhàng. Đó là hai số rất là nhẹ nhàng. Nghĩa là một hai dòng máy là một dòng chuyên dịch đó bà con. Dành cho động cơ từ 15 ngựa trở lên nha. Hai dòng máy, một dòng chuyên dịch. Rồi động cơ 15 ngựa trở lên. Đó là mẫu thứ nhất. Mẫu rất đẹp, mẫu thứ hai đây. Đó mẫu thứ hai. Đây. Này động cơ dành động cơ nhỏ nè, cơ xăng cũng xài được nè. Số rất là nhẹ nhàng. Đó. Số rất là nhẹ nhàng mà con. Này động cơ xăng đây. Đây là động cơ xăng. Alo. Chưa tới. Đây, hộp số đây. Rất nhẹ mà con, vô số rất là nhẹ nhàng. Alo. Dạ nghe em. Được anh. Anh xài máy gì? Dạ, 700.000 cái anh. Rất tiện, số rất là nhẹ nhàng mà con. Đây là số tới nè. Hết mo nè, không số nè, số ve nè. Hai tua máy, một tua chuyên dịch. Alo. Đúng rồi, em gửi đủ hết, anh về làm thôi, chục thôi, phan bổng rồi gửi sẵn hết. Dạ, dạ rồi, nhắn tin đi chị đi. Dạ, em làm sẵn hết cho anh rồi đó. Anh về làm chục thôi đó. Rồi.